Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Các bạn mua váy đó, CC không kịp review để bán cho các bạn luôn. Các bạn mua quá sức nhiều luôn á. Làm video mà CC đuối luôn á các bạn. Cho nên là bây giờ đó là CC ráng tranh thủ ha, theo lời yêu cầu của các bạn san kẻ. Bạn yêu cầu cái này, bạn yêu cầu cái kia. Thì cái thời gian rảnh CC sẽ làm những cái váy ha. Trời ơi, nó đẹp quá chừng là đẹp luôn đó các bạn. Thật sự là mê những cái váy luôn. Cho nên là CC có hứng, CC làm một cái video gần cả 20 cái váy luôn. Một bạn thôi mua 3 cái, 5 cái. Con bạn mua 8 cái. Cho nên là để CC ráng cố gắng làm ha. Vì sao các bạn? Vì những cái váy này nó rất là phù hợp cho mùa hè mà nó đẹp, độc lạ với những thương hiệu nổi tiếng nữa. Nếu mà nó không nổi tiếng trên thế giới thì nó cũng là những thương hiệu rất là nổi tiếng ở Mỹ. Những cái váy nó rất đẹp luôn. Có bạn cũng nói với CC đó là vào những cái website mà các bạn cứ thấy nó chạy chạy ở trên Facebook với Google đó. CC ơi, thấy mấy cái đó bán đẹp mà rẻ quá. CC có nghiên cứu không? Đó, CC mua thử mấy cái rồi kìa. Có cái váy màu hồng mà xếp ly đó, CC mua thử đó. Thì cái mình vải thấy cũng ok. Nhưng mà khi mà mặc vào người đó, cái độ xòe của nó không đẹp. Nhìn, tự nhiên nhìn quen rồi đó các bạn. Nhìn cái thấy nó có vẻ nó như là nó rẻ tiền lắm. Nhưng mà thật sự nó rẻ tiền thiệt mà. Thì các bạn thử nghĩ đi. Một cái váy như vậy đó, họ bán có 3 đô, 5 đô, 7 đô mà. Sao mà các bạn phân bì được với lại những cái váy nó như vậy? Nó đẹp từ cái mình vải cho tới cái thương hiệu luôn. Đó, thành ra là mua một cái để cho biết. Thì các bạn góp ý, CC cũng làm thử. Nhưng mà thôi, CC không dám mặc luôn á các bạn. Tại vì người đẹp vì lụa, mình phải kiếm những cái gì nó đẹp nhất mình mặc để cho mình đẹp chứ, đúng không? Đây là những cái váy nó đơn giản như vậy thôi à. Chịu khó đi tìm, đi kiếm, đi mua là nó đẹp thôi. Mình mặc cái gì mà mình cảm thấy nó rất là tự tin đó, thì mình mặc. Đây. Nó on sale rồi, nó cũng đâu có mắc gì đâu các bạn. Đó. Mà một cái váy chúng ta có thể để hoài. Đây là mình vải xô ha. Cái năm nay đó là cái kiểu nguyên một cái bảng nó lớn cả gang tay CC luôn vậy nè. Đó. Vải jean cũng có, cũng là những cái bản lớn như vậy không? Đẹp ghê luôn, quá đẹp luôn các bạn. Ở bên trong là một lớp thun mát thôi, chứ không phải là thun lạnh đâu. Thì đây cũng là cái áo, áo này cũng là một thương hiệu nổi tiếng ha. CC thấy nó tiệp tiệp nè, cho nên là CC mặc đó. Và đây là cái bóp. Rất là đẹp luôn. Này thì đựng cái gì cũng được ha. Trên cả tuyệt vời. Bóp này bóp da bóng đó. Bóp này là CC cưng lắm luôn đó. Tháo hết giấy ra rồi để dành xài đó. Nhưng mà chưa có cơ hội đi đâu hết. Cho nên là chưa cắt mạc để xài. Đẹp lắm các bạn. Các bạn mặc những cái dạng váy như vậy nè, đầm như vậy nè. Các bạn xách giỏ hoặc là đeo những cái bóp gì mà cho nó độc lạ đó thì nó đẹp. Còn bóp đầm thì chúng ta xách thường quá rồi, nhiều quá rồi, ai cũng có đúng không? Bộ này rất đẹp luôn. Rẻ tiền nữa, không đắt. Rẻ các bạn, on sale rồi rẻ. Áo này cũng rẻ, áo này thương hiệu cũng nổi tiếng lắm. Thì cái kiểu áo là như vậy. CC toàn là mặc những loại áo như vậy không à. Mình CC mua mấy chục cái luôn. Thì đây các bạn. Các bạn mặc như vậy cũng đẹp nữa đó. Hoặc là áo bỏ trong váy cũng đẹp nữa đó. Tuyệt đẹp ha. Size small đó. Váy size small, áo cũng size small. Để CC nói nè. Những cái lưng thun như vậy nè, dễ mặc lắm. Các bạn size small, size 6, size medium các bạn cũng mặc được. CC không dám mua tới size lớn là tại vì size lớn nó to lắm các bạn.
coi cái váy này cực kỳ đẹp luôn ha, mà cái màu này là cái màu trên cả tuyệt vời. Rồi xin qua cái khác nha. Và tiếp theo đây, trời ơi đẹp xuất sắc luôn, mê ly luôn các bạn ơi. Khi nào đó mà mình tìm được một cái gì đó mình phối nó lại đó các bạn, trời ơi tự nhiên CC vui trong lòng mà mãn nguyện luôn á. Đẹp quá là đẹp luôn, bộ này đẹp mà rất bụi luôn. Cái váy này là size small nhưng mà lưng thun nó rộng như vậy nè đó, CC cố tình mặc để cho các bạn xem như vậy luôn ha. Nhưng mà nếu CC mặc cũng được, CC mặc thì nó tột dưới lỗ rúng chút đó. Còn cái áo này thì CC thấy nó quá rộng nè, chắc là size medium rồi, cho nên chị em nào size 6 hoặc là medium đó, CC nghĩ là mặc vừa bộ này nè. Trời ơi quá đẹp luôn á, đẹp từ cái màu luôn cho tới cái kiểu luôn đó. CC là mê cái váy mà nó có cái chân váy như vậy đó, đẹp lắm các bạn. Đứng tướng sao các bạn cũng đẹp đó, các bạn đi cái kiểu sao cũng đẹp, tại vì nhờ cái bèo đó đó, đi cái tướng sức sức lâu lâu cá như vậy nè các bạn, nó cũng đẹp nữa. Mang đôi dép lết 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 đi nó cũng đẹp nữa, mà mang guốc đi yểu điệu thục nữ nó cũng đẹp, nhờ nhờ cái chân váy các bạn rất đẹp luôn ha, trên cả tuyệt vời. Cái áo này của mình vải nó giống như nhung vậy đó, nhưng mà nó không phải là nhung đâu các bạn, hay là nhung CC cũng không biết nữa. Màu bố đẹp lắm nè, hở lưng như vậy rất đẹp luôn. Nếu các bạn mặc vừa, CC mặc rộng quá thì cái bộ này nó màu như vậy ha. Nè cả nhà có cưng xỉu không, một thương hiệu rất là nổi tiếng ha. Tháo ra luôn nha, tháo ra đi. Cái dây này nè, một sợi dây thôi mấy chục đô các bạn, cho nên đó họ sợ bị mất á, họ gài bằng một cái cọng nhựa như vậy, khỏi ai gỡ khỏi ai lấy được luôn. Trời ơi cái này thích quá nè, cái này nó còn giấy nè ha, nó có cái nắp đậy vô, ở trong này rộng lắm các bạn nè, nó phồng to ra như vậy là các bạn biết được nhiều đồ ha. Thôi khỏi khui đi nha, để như vậy cho nó còn zin ha. Trời ơi mê cái sợi dây này nè, đúng màu với lại cái bộ đồ chúng ta đang mặc luôn nè, trên cả tuyệt vời. Cái này thì các bạn đựng cái gì các bạn đựng ha, cái này cũng tháo rời ra được luôn đó. Trời ơi chị em nghĩ bộ này vô cùng luôn nha, bộ này và cái giỏ này luôn. CC có hai màu, cái này là màu kem phù hợp với cái váy này, còn một cái nữa là màu bố này màu đen ha. Bộ này xuất sắc luôn đó, mê luôn đó, đi với cái giỏ này đẹp quá luôn, trên cả tuyệt vời. CC ưng bộ này đó các bạn. Thật là đẹp luôn. Các chị em nói với CC đó, chị review quần áo hay đầm gì đó, cái chị kèm cái giỏ vô như vậy thích lắm chị. Nếu mà ai đủ điều kiện thì mua luôn, còn không đủ thì thôi. Nhưng mà nhìn cũng thấy coi như là nó đầy đủ bộ đó. CC cũng thích như vậy các bạn. CC thích một khi review cái gì đó, nếu mà có cái gì chung với nhau CC review chung. Đây. Thật là đẹp luôn. CC thiệt là ưng ý bộ này đó các bạn. Cái váy này ở bên trong có một lớp thun mát thôi, không có phải là thun lạnh. Đây ha. Tuyệt đẹp luôn. Cái áo này là size medium đó, rộng quá nè. Còn cái váy là size small ha. Với cái giỏ này nè các bạn. Các bạn mua bộ đồ này hãy mua luôn cái giỏ này. Đẹp lắm đó. Và tiếp theo đây, các bạn thấy độ xòe của cái váy không? Trời ơi, đẹp, quá là đẹp. CC mê luôn những cái váy này đó các bạn. Size small nè, mà rộng rinh nè, rồi dài nữa.
linh thung. Đó, các bạn nhìn cái váy như vậy mê không các bạn? Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, đẹp xuất sắc luôn. Mà nó rộng như vậy luôn nè, sao mà Sissy mặc được. Đó, mấy cái này là các chị em size small, size 6, medium là mặc được hết luôn á. Quá là đẹp luôn. Sissy mang guốc cao là vừa đó. Các chị em cao thì các chị em mang dép, mang dép được. Chị em nào giống như là chân chúng ta bị vòng kiềng hoặc là đùi to, chân to, bắp dế to này nọ thì nên mặc những cái dạng như vậy. Nó che lại các bạn. Che được cái gì thì che. Các bạn mặc những cái dạng như vậy này, nhìn các bạn cao lắm. Giống như Sissy đó, cao lém. Quá là đẹp luôn. Sissy mê luôn đó. Mệt lắm, đuối luôn á, nhưng mà nhìn thấy mấy cái váy chịu không nổi luôn. Tại đẹp quá, muốn khoe liền luôn á các bạn. Đó. Review xong rồi phải ngồi cắt ráp video, sợ nhất là cái khâu cắt ráp video. Trời ơi, Sissy cắt ráp video là Sissy gục lên, gục xuống, ngủ gục á các bạn. Nhất là cái khâu mà edit video, sợ lắm. Đây, rất đẹp cái váy này luôn ha. Và đây các bạn, mê không? Đây là những loại giỏ mà Sissy yêu thích nhất. Các bạn thấy Sissy có nhiều lắm đúng không? Đây là hiệu Ordo, mới nhất 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 của Ordo luôn. Đây, nè, mê ly luôn, xuất sắc luôn. Này cái dây ha, cái này đựng được nhiều đồ lắm. Một cục nè, hai cục nè, hai cục to như vậy luôn đó nè. Mới nhất của Order nha các bạn. Ở dưới CC chưa có. Cái này mua ở trên khu nhà giàu đó. À, da đó mà mình bóp như vậy nè các bạn đó. Mê không các bạn? Đó, ai yêu thích hiệu Order nhanh lên đi, đừng bỏ qua. Nếu muốn mua CC nhờ người bạn mua giùm ha. Còn cái này của CC rồi nè. Đó, các bạn kéo lại, nó túm lại cái miệng nè, nó nhỏ, nó gọn. Trời ơi, quá sức đẹp luôn. Thật là mê luôn đó. Uổng quá à, cô không mua được những cái mới như vậy. Cô bên Pháp đó không mua được những cái như vậy ha. Tại vì cái này nó mới ra đó cô. Bữa em mua cho cô là chưa có. Cái này mới nhất nhất luôn đó các bạn. Xuất sắc luôn nè. Quá là đẹp cái này luôn. Mặc những dạng váy như vậy nè, chúng ta xách những cái túi như vậy nè. Đẹp. Nó nhỏ nhỏ với là cái tướng người của mình nữa đó. Rất đẹp luôn. Order. Không biết là nó có mấy màu, Sissy không biết, nhưng mà thấy 5 màu. Đẹp ha. Và đây nữa, quên nữa, cái áo này nè. Cái áo này hình như có bạn nào mua rồi thì phải. Áo này ngắn lửng tới đây, hình puma. Đây là cái con puma nè, rất là đẹp luôn. Áo này thì nhiều người hỏi lắm đó, nhưng mà có ai mua chưa, Sissy chưa biết nữa. Bây giờ Sissy làm video này nè, nếu mà của bạn nào đã trả tiền rồi, hãy làm ơn cho Sissy biết cái áo này ha. Áo hiệu puma rất là đẹp luôn, cũng bằng giá tiền với mấy cái áo kia. Nhưng mà nó là thương hiệu Puma, mấy cái kia là thương hiệu khác. Đây, trên cả tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, mê giỏ này thiệt đó các bạn. Mặc những dạng váy như vậy nè, xách những cái giỏ này là trên cả tuyệt vời. Rồi, Sissy qua cái khác nha. Và tiếp theo, váy mình vải xô ha. Ở bên trong có một lớp lót thun màu xanh tới đầu gối thôi. Và đây là vải xô nhúng. Đây là dạng suông, phần ở dưới xòe ra. Một tầng, hai tầng, ba tầng.
Đây là cái tầng mà CC cần và CC thích. Rất đẹp luôn. Các bạn mặc những cái áo crop top như vậy nè. Các bạn nào mà sợ cái tay đó thì mặc như vậy. Cái áo này người ta cắt như vậy, không có may lai ha. Mà nó cũng không có tưa ha, dạng rộng. Tay có cộng dây thun. Đây là vải thun cô tông. Áo này rẻ tiền thôi. Thương hiệu này cũng nổi tiếng ở Mỹ đó, nhưng mà rẻ tiền, không có mắc. Vì là đồ mùa hè mặc bình thường. Bằng tiền mấy cái áo sách đó. Đẹp. Hoặc là các chị em có thể mặc những cái váy như vậy nè, với lại những cái áo lửng lửng hàng hiệu đó, Puma hay là gì đó, cũng đẹp lắm. Đây là cái dạng váy mà các chị em rất là thích nè. Các bạn nhắn tin mua nhiều lắm, nhưng mà các bạn mua kiểu thì giống, nhưng mà cái hình cái bông thì khác. Là đây nè. Đó. Những cái mà nó có cái chân váy là CC thiệt thích luôn. Các chị em mua áo thì mua. Các chị em mua nguyên bộ thì mua, hoặc muốn mua váy, mua áo tùy ha. CC mặc như vậy là để review váy thôi. Nhưng mà các bạn nào muốn mua thì cứ mua. Cái váy này thiệt thích luôn đó. Phải xô ha, xô nhúng. Cái màu xanh nhìn là bắt mắt à các bạn. Đẹp ha. Rồi, sẽ đi qua cái khác nha. Và tiếp theo đây. Đây là một cái váy với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới luôn. Đúng chất vải xô luôn ha. Tuyệt đẹp luôn. Size small đó. CC thiệt thích bộ này đó. Các chị em nào mua thì mua đi. Nếu không thì CC cũng mặc được đó. Hơi dài chút, nhưng mà mang guốc thì cũng ok. Đúng chất vải xô luôn nha. Ở đằng trước nó là cái bảng như vậy. Ở đằng sau nó là thun. Rất là rộng với CC nè. Nhưng mà mặt xẻ xuống cũng được, dài hơi dài chút ha. Cả nhà thích không? CC thiệt thích đó. CC thích những cái nó bụi bụi như vậy nè. Và đây là cái giỏ nhỏ này, hiệu Michael Kors. Cái này đó chưa tới thằng gan. Cái này để được cái phone đó. Trong cũng rộng ha. Cái này là con CC mua tặng đó. Này là catalog. Đây. Chưa xài. Xách với lại cái box này. So cute ha. Dễ thương. Rất là dễ thương luôn đó. Đựng được cái phone là ok rồi. Thật đẹp ha. Đó, CC là thích như vậy nè. Như vậy nhìn chúng ta cao, cao lén, ăn gian, đẹp quá à, thiệt thích luôn. Rồi, xin qua cái khác nha. Và tiếp theo đây. Váy quá xuất sắc luôn. Váy này là váy jean đó các bạn. Cái váy này là đắt tiền hơn hết tất cả những cái váy kia. Váy jean rất là mềm. Một tầng, hai tầng. Nhưng mà họ may hay lắm. Cái tầng cuối đó, họ may cái độ xòe nó lạ lắm. Họ ráp từng khúc lại. Cái độ xòe chứ không phải là nhúng đâu nha các bạn. Xuất sắc cái váy. Thấy cái thích liền, các bạn mua liền luôn. Quá đẹp. Thì đây là cái áo cổ. Các bạn nào mà chịu mặc hở bụng thì mặc như vậy rất là đẹp nè. Còn nếu các bạn không thích thì đây.
Các bạn mặc với cái áo này cũng rất đẹp. Vì cái này là vải jean mà. Cho nên các bạn mặc áo thun, áo gì cũng đẹp hết. Màu nào cũng rất là dễ mặc. Và đây. Cái áo này CC thích mà nhiều bạn cũng thích là tại vì ở trước ngực nó có xẻ một chút như vậy nè. Cái này là crop top. Cái này là dài qua lỗ rúng. Hai cái này cái nào CC thấy cũng đẹp hết. Mỗi cái như vậy có 22 đô à ha. Mười mấy đô đó. Rồi CC tính tiền công của CC tiền này tiền kia nó có như cái hai mấy đô. Mà các bạn biết đây là những mảnh vải rất là đẹp và những thương hiệu nổi tiếng ha của Mỹ đó. Ai cũng có những dạng áo này hết vì rất là dễ mặc các bạn. CC thấp người cho nên CC mặc nó dài tới đây nè. Còn các chị em cao thì chắc các chị em có thể mặc ở lỗ rúng. Đây là cái váy jean rất là dễ mặc với tất cả các loại áo, kể cả áo sơ mi luôn. Áo này size small medium nhưng mà CC mặc CC thấy chật á, tức là bạn nào size small size 4 thì mua được. Nó chật không phải là người ta may chật không có, nách này nọ không phải chật, nhưng mà tại vì cái thun nó dày với lại đây là cái dạng mà nó ôm lắm. Chứ phần này nè thì cũng ok nè, nè rộng nè, nhưng mà cái ngực chật. Thì bạn nào không có ngực thì mặc đẹp tại CC ngực lớn. Rất đẹp cái váy ha. Xuất sắc luôn đó các bạn. Cái váy thật là xuất sắc luôn. Mê luôn á. Thứ nhất là cái mình vải jean. Không biết là các bạn có nhìn thấy đẹp không? Chứ nếu các bạn cầm cái váy này mà ngoài các bạn nhìn á, đẹp lắm. CC lấy ở trong thùng ra cho nên nó nhăn đó. Xuất sắc ha. CC qua cái khác nha. Cái váy đẹp quá các bạn ơi, đẹp mê luôn. Đây là mình vải xô đó. Với một thương hiệu rất là nổi tiếng ha. Quá sức đẹp cái váy luôn. Xô nhúng. Họ may nè, một tầng nè, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Mỗi một tầng nó có một cái ren, ren bố. Quá sức đẹp. Cái váy này CC không biết diễn tả luôn. Cái này là size medium ha. Thành ra rất là rộng. Cái váy này nặng nha các bạn. Nặng đó. Vải xô nhúng nặng là tại vì họ may rất là nhiều tầng như vậy. Bên trong một lớp lót bằng vải xô luôn, xô mỏng. Nặng đó, cái váy này nặng nha. Ủa cái váy này đẹp độc lạ luôn đó. Các bạn xuất sắc luôn cái váy này luôn. Thật đẹp cái váy này luôn đó. Mê quá. Và đây các bạn. Một, hai, ba, bốn. Bốn cái màu tím này đều khác nhau hết. Nếu các chị em mặc cái áo màu tím này, các chị em nên chọn những cái màu này để nó đi cùng với nhau. Có thể là trong tone màu của mình sáng quá cho nên nó hơi khác một chút ha. Đây là cái bóp da, thương hiệu này nổi tiếng lắm ha. Nhưng mà không đắt tiền là tại vì bóp dành cho mùa hè, bóp da này. Mê lắm, thích lắm, tha hồ bóp. Đựng được nhiều đồ lắm ha.
hơn một gang tay của CC. Còn bề này lên thì chưa tới một gang, hình chữ nhật đó. Cái này là tím hoa cà. Và cái nón này nhẹ lắm. Rất là nhẹ, thoáng mát, không có bị giống như là chảy mồ hôi tóc á. Thương hiệu này nổi tiếng lắm ha. Đây. Nếu các bạn thích đội loại nón như vậy, hay là các bạn muốn đội loại nón như vậy. Cái nón này thì nó có cái viền trắng, nó phù hợp với lại bộ đồ. Nhưng mà cái này cũng đẹp. Nói chung là cái nào cũng đẹp. Tắt luôn đó các bạn. Không có đắt tiền nữa các bạn. Cái nón này cũng vậy. Nón này thì hơi đắt chút. Còn cái bóp này cũng ok. Nói chung là giá tiền CC quên rồi. Nhưng mà CC nhớ là cũng không đắt lắm. Cái nón này nè, mê lắm luôn đó. Bốn màu, màu trắng, màu đen, màu kem và màu tím hoa cà. Mà CC mua hụt mấy màu kia rồi. Phân vân, suy nghĩ lát, quay lại hết. Thích lắm. Nó lạ lắm, nó bằng cái gì đó chứ nó cũng không phải bằng ni lông, nó cũng không phải bằng vải, cũng không biết nó bằng cái gì nữa. Không sợ gãy, không gì luôn, đi đâu là cuộn lại. Nhỏ, gọn, thiệt là thích luôn. Đây. Trên cả tuyệt vời ha. Đó, chị em nào thích những món nào trong bộ này, hãy chụp lại màn hình. Nếu các bạn Việt Nam, gửi cho anh Sa. Kết bạn với anh Sa bên Zalo 098-257-1934. Ở Mỹ, nhắn tin với CC 706-987-9063. Các chị em ở nước ngoài, kết bạn với CC Zalo hoặc Viber 1-706-987-9063. Tiếp theo, đây là một cái váy với lại một cái mình vải xô mà mê luôn đó các bạn. Váy này là size medium. Nó rộng như vầy luôn nè. Cái ở trước là một cái bảng như vầy. Ở đằng sau là thun. Một cái loại vải xô rất là đắt tiền, rất là đẹp. Họ may đắp qua như vầy ha. Các bạn thấy cái chân váy nó xòe không? Đẹp mê ly luôn. Ở đây có những cái hàng nút nè. Cái mình vải xô đẹp lắm luôn đó nha. Đẹp, thật là đẹp luôn á. Cái này nó có cái bảng lưng như vậy cho nên các chị em mặc nó phải qua lỗ rúng hoặc là ngay lỗ rúng. Chỉ có những cái váy vải thun á, các chị em mới mặc dưới lỗ rúng thôi. Thì đây, size medium, CC mặc rộng khoảng 4, 5, 6 phân á. Rồi còn chưa tính cái phần thun nữa, anh medium, mà cái bụng to đó. Thì đây chính là cái váy mà các chị em cần mua. Rất là đẹp luôn. Váy này mà mặc áo thun bỏ trong váy cũng đẹp lắm đó các bạn. Xuất sắc luôn đó. Cái váy này mê, quá là mê luôn đó các bạn. Các bạn mà sờ tay vào cái mình vải là các bạn thích liền luôn. Cái mình vải xô rất là đẹp luôn. Mê ly luôn. Họ có cho các bạn hụt nút nè ha. Thì giống như là CC nói đó, những cái thương hiệu nổi tiếng đó, đây là những cái độc quyền của họ. Những cái nút này không có bán ở ngoài. Cho nên là bắt buộc họ phải cho các bạn một cái nút. Vì lỡ mà bạn bị mất á, thì bạn mới có để bạn đính vào. Mê ly cái váy này luôn đó. Size medium nha. Thật đẹp. Đẹp từ mình vải cho tới cái kiểu. Và cái quan trọng là giá tiền đã được on sale. Cái váy đẹp xuất sắc, không có size CC, chứ có CC mua liền luôn đó các bạn. Mê luôn các bạn. Nè các bạn nhìn thấy không? Bây giờ CC nắm bóp ở đằng sau lại nè. Thì các bạn nhìn thấy đẹp. Quá đẹp luôn ha. Đó, chị em nào size medium, good luck nha. Có một cái một rồi nè. Mua đi, nhanh lên.